Các bạn thân mến, như vậy là các bạn vừa trả lời các câu hỏi ở trong cái phần là thấu hiểu chính mình, đúng không ạ? Và ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công thức rất là thú vị để các bạn có thể duy trì được cái việc mà chúng ta có tư duy tích cực. Nó có một cái công thức rất là dễ nhớ như sau. Đầu tiên đó là 3M, tiếp theo là 3C, tiếp theo là 3T. 3M là gì ạ? 3M thì nó có liên quan đến một cái câu hot trend của chúng ta. Quan trọng là thần thái. Vâng ạ. Như vậy thần thái được hiểu như thế nào? Được khái niệm như thế nào? Thần thái ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng nó bộc lộ qua mắt, miệng, mông. Ồ, thần thái mà có liên quan đến mông sao? À, thưa các bạn, mắt đó là tất cả những gì mà chúng ta biểu lộ về cảm xúc của mình, về suy nghĩ của mình, về thái độ của mình. Và như vậy bạn cần phải có một ánh mắt rất là tươi tắn, tràn đầy năng lượng, biểu cảm, và đặc biệt nó phải rất trìu mến, đúng không ạ? Tiếp theo, miệng của các bạn cũng phải nhìn rất là xinh tươi, dịu dàng, dễ thương và nói ra những lời ngọt ngào, dễ nghe, đúng không ạ? Điều thứ ba, mông ở đây tức là hình dáng cơ thể của bạn, khi các bạn đứng, khi bạn đứng, ngồi hay nằm, đúng không ạ? Khi bạn bước đi hay là khi bạn nói chuyện với một ai đó, bạn phải duy trì cái hướng cơ thể của mình, bạn phải xoay người về và đưa cái hướng cơ thể của mình vào chính cái người mà mình đang nói chuyện. Hay là khi mà mình bước đi phải thật là thoải mái, thanh thoát, duyên dáng. Khi mình ngồi thẳng, đúng không ạ? Mông tiếp xúc với 3/4 ghế, không ngã người ra đằng sau khi đang nói chuyện với một ai đó. Và khi bạn có một cái tư thế như vậy, có cái tác phong như vậy thì nó tạo nên một cái thần thái rất là đẹp. Và thần thái được công thức bằng 3M. Tiếp theo tôi chia sẻ với các bạn về 3C, đó chính là cười, chào, cảm ơn. Khi gặp một ai đó, khi gặp một sự việc gì đó xảy đến, đầu tiên hãy mỉm cười. Nếu vui thì cười thật lớn, nếu như là chuyện buồn thì hãy mỉm cười một cách nhẹ nhàng, sâu sắc và đầy tinh thần lạc quan, đầy tinh thần khích lệ. Ví dụ như bạn đến một đám tang và bạn có thể mỉm cười với những người thân ở trong cái đám tang đó để khích lệ cho họ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, hãy cố gắng mạnh mẽ để tiếp tục cuộc sống. Và cái mỉm cười đó chính là cái mỉm cười đồng cảm một cách sâu sắc nhưng đầy tính khích lệ cho người ta vượt qua những cái khó khăn trong những cái hoàn cảnh bi đát nhất. Chào, khi gặp ai đó bạn hãy chủ động chào họ trước, chào bằng ánh nhìn, chào bằng nụ cười, chào bằng một câu nói hay chào bằng một lời khen. Và có một người mà bạn phải thường xuyên chào, đó là chính mình. Gặp mình ở đâu đó thì hãy lập tức chào chính mình. Cảm ơn, đúng không ạ? Đó là cái việc mà chúng ta gặp bất cứ việc gì trong cuộc đời này, dù nó là đau khổ thì cũng hãy cảm ơn. Vì có những cái đau khổ đó, vì có những cái thất bại đó, vì có những cái thử thách đó mà giúp cho chúng ta trưởng thành lên, chúng ta khẳng định được chính mình, chúng ta thể hiện được bản lĩnh của mình. Hay là cảm ơn một ai đó đã giúp đỡ cho mình, cảm ơn một ai đó đã quan tâm mình, cảm ơn một ai đó đã nhường nhìn cho mình, cảm ơn ai đó đã cho mình một cơ hội. 3C đó là cười, chào, cảm ơn. Còn 3T là gì ạ? Đó là thấy, thích và thay. Đầu tiên hãy cho mình những cái thấy tốt nhất, tức là chúng ta chọn những cái tích cực nhất để chúng ta nhìn vào, chọn những cái nơi tích cực nhất, tươi đẹp nhất để chúng ta đến, chọn những cái thứ mà nó làm cho chúng ta có cảm xúc tích cực nhất để chúng ta nhìn vào. Ví dụ như là các cái thông tin, chúng ta có quyền là sàng lọc, sắp xếp để chúng ta chọn cho mình đọc, tiếp thu những cái thông tin tốt nhất, tươi đẹp nhất. Hay là chúng ta cho mình thấy được những cái khung cảnh đẹp, cho mình thấy được những con người hào sảng, đầy thành công và luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn mãi mê với những khao khát, với những cái kiên trì nhẫn nại của chính mình. Thích, trong chữ 3T có chữ thích, bạn hãy làm những việc mà mình thích, đúng không ạ? Và khi đó bạn sẽ làm tốt và bạn có thể làm lâu dài với nó. Bạn hãy ăn những thứ mà mình thích, bạn hãy đến những nơi mà mình thích, bạn hãy gặp những người làm cho bạn cảm thấy thoải mái, đúng không? Và bạn thích được ở bên cạnh họ. Đó là quyền lựa chọn của bạn. Và cuối cùng bạn phải thay, đó chính là thay đổi, bỏ những cái cũ, bỏ những cái lạc hậu, bỏ những cái không tốt đi để chọn cho mình một cái thói quen mới. Bạn phải thay một cái cũ chưa tốt bằng một cái mới tốt hơn.
thay một cái mới tốt hơn nữa cho cái đang tốt, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta luôn luôn có một cái khát khao, đó là mình buổi trưa hôm nay tốt hơn mình buổi sáng hôm nay và tốt hơn mình của ngày hôm qua, bằng việc là mình luôn thay đổi những cái thứ chưa tốt bằng những thứ tốt hơn. Thấy, thích và thay, đúng không ạ? Như vậy các bạn vừa được tôi cung cấp một công thức để giúp cho các bạn luôn luôn tư duy tích cực, đó chính là 3M. Hãy tạo ra cho mình một thần thái tốt bằng mắt, môi và mông. Thứ hai là 3C, là bạn luôn luôn nhớ cười, chào, cảm ơn. Tiếp đến là 3T, thấy, thích và thay. Bạn hãy nhớ công thức này nhé, rất dễ để các bạn ứng dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.